Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn Kính mời các bạn xem bản tin Lớp phấn son mà đảng tô chết gần một thế kỷ Đã bong tróc hoàn toàn Ngày 18 tháng 3, BBC Tiếng Việt bình luận Việt Nam vấn đề nhân sự Mà quốc hội họp cụ thể là gì Theo đó, một nguồn tin chia sẻ với BBC rằng Quốc hội Việt Nam Họp bất thường vào ngày 21 tháng 3 Là để cho thôi đại biểu Đối với một số cán bộ, quan chức Trong thẩm quyền của quốc hội BBC cho biết một hãng tin quốc tế cũng dẫn lời một số quan chức và nhà ngoại giao việt nam cho rằng khả năng vấn đề nhân sự mà quốc hội thảo luận là việc chủ tịch nước võ văn thưởng xin từ chức bbc dẫn lời luật sư trần quốc thuận nguyên phó chủ nhiệm thường trực văn phòng quốc hội việt nam nói rằng các kỳ họp quốc hội dù là bất thường đều nhằm giải quyết tất cả những vấn đề của đất nước ví dụ như về kinh tế xã hội an ninh quốc phòng trong đó có vấn đề nhân sự những vị trí do quốc hội bầu. Thông thường khi Ủy ban thường vụ Quốc hội có quyết định triệu tập kỳ họp bất thường thì chỉ nêu tiêu đề là bàn chuyện gì chứ không nêu nội dung chi tiết. Ví dụ như ngày 21 tháng 3 này, Quốc hội có kỳ họp bất thường về vấn đề nhân sự thì chỉ nêu vậy thôi. Và đây là hình bài bình luận trên BBC. Theo BBC, Quốc hội bầu 3 vị trí trong tứ trụ gồm có Chủ tịch nước, theo đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội Chủ tịch Quốc hội theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa trước, Thủ tướng Chính phủ theo đề nghị của Chủ tịch nước. BBC dẫn một nguồn tin giấu tên tiết lộ, trong dịp này, Quốc hội sẽ biểu quyết cho thôi đại biểu đối với một số cán bộ như bà Hoàng Thụy Thủy Lan và ông Đào Ngọc Dung. Bà Hoàng Thị Thủy Lan là bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, ủy viên trung ương đảng, đại biểu quốc hội. Bà bị khởi tố, bị bắt tạm giam ngày 8 tháng 3, với cáo buộc nhận hối lộ từ tập đoàn Phúc Sơn. Vẫn theo BBC, thông tin ban đầu cho thấy vụ tập đoàn Phúc Sơn sẽ là một đại án. Trong cuộc họp báo thường kỳ của chính phủ tháng 2 năm 2024, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, chỉ riêng hai dự án của tập đoàn này đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 640 tỷ đồng. Ông Đào Ngọc Dung là Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Ngày 8 tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận Bộ trưởng Dung vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật do liên quan công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC. Và đây là hình bộ sậu lãnh đạo cấp cao của Đảng, bề ngoài thì là đồng chí, đồng đội nhưng bên trong thì đâm dao vào lưng nhau. Cụ thể, BBC cho hay, ban cán sự đảng của bộ này đã vi phạm pháp luật trong các gói thầu do AIC và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái AIC thực hiện. Luật sư Trần Quốc Thuận diễn giải rằng, về vấn đề kỷ luật một quan chức cấp cao, nếu ông đó là đảng viên thì đảng có quyền kỷ luật khai trừ khỏi đảng. Nhưng chức vụ của nhà nước thì hiến pháp quy định là do quốc hội bầu thì do quốc hội xem xét. Chính trường Việt Nam ngày càng khốc liệt, qua đó bộc lộ ra những mảng tối nhem nhuốc của giới quan chức, những âm mưu, thủ đoạn bẩn thiểu được sử dụng để triệt hạ lẫn nhau. Chính họ, những quan chức từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất, những đảng viên trung kiên của đảng đã bôi xấu bộ mặt vốn được sơn phết gần một thế kỷ qua của đảng. Và đương nhiên, chẳng có kẻ phản động nào hay thế lực thù địch nước ngoài nào giật dây quan chức tham nhũng và đấu đá nội bộ cả. Các đảng Cộng sản từ Liên Xô đến Trung Quốc, Việt Nam hay Bắc Triều Tiên đều mang trong mình những tố chất thấp hèn, nhờ nhuốc, nhưng đều tự thần thánh hóa, tô son trát phấn để có vẻ bề ngoài vì dân, vì nước, vì những sứ mệnh quốc tế cao cả. Chỉ có chính nội bộ đảng mới khiến sự thật thối nát xì ra, chính họ mới có khả năng khiến cho thể chế mà họ phục vụ bị sụp đổ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Lớp phấn son mà đảng tô chết gần một thế kỷ đã bong tróc hoàn toàn. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cộng sản Việt Nam tạo ra tiền lệ hủy chuyến thăm cấp nhà nước không cần lý do. Ngày 16 tháng 3, BBC tiếng Việt cho hay, vua Hà Lan hoàn toàn bất ngờ và đáng tiếc khi bị hoãn chuyến thăm Việt Nam. Theo đó, nhận lời mời của chủ tịch nước Việt Nam võ văn thưởng, vua và hoàng hậu Hà Lan sắp lên đường thăm Hà Nội vào tuần tới, thì đột ngột chuyến đi bị hoãn. Và đây là hình bài trên BBC. BBC cho biết báo chí Hà Lan dẫn lời vua William Alexander nói rằng ông hoàn toàn bất ngờ và không hề biết lý do vì sao chuyến thăm Việt Nam lại bị hoãn. Chúng tôi lấy làm tiếc và cũng xin gửi lời cảm ơn tới các nhân viên cũng như đại sứ quán và tổng lãnh sự quán tại thành phố Hồ Chí Minh. Những người đã làm việc cật lực cả ngày lẫn đêm trong nhiều tháng qua để chuẩn bị cho chuyến thăm này, nhà vua nói. Nhà vua cũng nói rằng, phải chờ xem lý do hoãn chuyến thăm là gì nhưng ông tôn trọng quyết định của Việt Nam vì họ có thể có những lý do rất cấp bách trong nội bộ đất nước. Một tờ báo của Hà Lan đưa nhiều chi tiết cho thấy phía Việt Nam đề nghị hoãn chuyến đi thật sự khiến cả hoàng gia lẫn báo chí Hà Lan phải bất ngờ. Cụ thể, vào chiều ngày thứ Năm, ngày 14 tháng 3, Cục Thông tin Hà Lan đã gửi email chương trình nghị sự chuyến thăm của vua và hoàng hậu đến cho Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 3. Nhân viên phụ trách báo chí của chính phủ còn chúc các nhà báo tháp tùng một chuyến đi thượng lộ bình an đến đất nước xa xôi. Và đây là hình báo chí Hà Lan, nghi ngờ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có vấn đề về sức khỏe dẫn đến việc hoãn chuyến thăm. Nhưng chỉ sau 70 phút sau đó, cơ quan này lại gửi một email khác thông báo chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam đã bị hoãn. Việc hủy chuyến thăm cấp nhà nước vào phút chót gần như không bao giờ xảy ra và việc mà nước chủ nhà không đưa ra lời giải thích rõ ràng lại càng chưa từng có tiền lệ, báo chí Hà Lan bình luận. BBC dẫn lời một nhà báo Hà Lan đang làm việc tại Bangkok, Thái Lan cho hay. Điều đáng chú ý nhất mà tôi thấy là trong chương trình nghị sự ban đầu, vua và hoàng hậu dự kiến gặp Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, cuộc gặp này đã không còn trong lịch trình cuối cùng mà các nhà báo Hà Lan nhận được từ Hoàng gia vào thứ Năm. BBC cũng dẫn lời một cựu quan chức Bộ Ngoại giao Hà Lan bình luận rằng, phải hiểu rằng những chuyến thăm cấp nhà nước như vậy tiêu tốn nhiều tháng trời cho công tác chuẩn bị, với sự tham gia của nhiều cá nhân và tổ chức. Vấn đề không chỉ đơn giản là nói dời lại vài tháng, vua vào hoàng hậu có hai phái đoàn thương mại lớn đi cùng, nên công tác tổ chức điều chỉnh sẽ rất phức tạp. Và đây là hình Chủ tịch nước võ văn thưởng người bị dư luận tại việt nam đồn là bị buộc phải từ chức. Trước đó, BBC cũng cho hay, theo tờ chương trình phía Hoàng gia Hà Lan công bố vào ngày 20 tháng 2, là ngày 19 tháng 3, vua và hoàng hậu Hà Lan dự kiến sẽ được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân Phan Thị Thanh Tâm đón tiếp với lễ đón tại phủ chủ tịch. Vua William Alexander và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam. Theo chương trình nghị sự, vua và hoàng hậu Hà Lan cũng sẽ gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và có buổi hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Nhà vua dự định sẽ cùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng giữ kháng cuộc đua thuyền rồng truyền thống của Việt Nam. Buổi tối ngày 19 tháng 3, dự kiến có tiệc chiêu đãi do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân tổ chức. Nguyên thủ hai nước sẽ có bài phát biểu tại buổi tiệc này. BBC nhận xét, tất cả chương trình đã lên lịch một cách chi tiết, nay đã bị hủy mà không có một lời giải thích rõ ràng nào được công khai. Điều này đã khiến báo chí, giới quan sát Hà Lan phải đoán già đón non và đặt nghi vấn về sức khỏe của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cộng sản Việt Nam tạo ra tiền lệ, hủy chiến thăm cấp nhà nước không cần lý do. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.